về nhà đi con, kết phim có hậu nhưng màn cầu hôn Vũ Thư vẫn bị chê. Tối qua, ngày 12 tháng 8, tập cuối cùng của bộ phim gây sốt màn ảnh Về nhà đi con đã được phát sóng, khép lại hành trình kéo dài hơn 4 tháng trên sóng truyền hình với nhiều cảm xúc đặc biệt mà bộ phim đã mang đến cho người xem. Dù tập cuối của phim đã kéo dài tới 34 phút, thời lượng nhiều hơn so với bình thường nhưng nội dung của phần này cũng làm xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Theo đó, ở tập cuối, Dương, Bảo Hân gây bất ngờ khi lần đầu tiên diện váy trắng theo yêu cầu của Bảo, Quang Anh để tiễn người bạn này lên đường đi du học. Nhờ sự dàn xếp của Dũng, Anh Vũ mà Vũ, Quốc Trường đã có cơ hội được cầu hôn chính thức với Thư, Bảo Thanh bên bờ biển thơ mộng. Vũ ôm bó hoa dại quỳ xuống cầu xin Thư tha thứ, đeo chiếc nhẫn cưới mà trước đây Thư trả lại và muốn tổ chức đám cưới. Ông Luật, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng và bà Giang, Ngân Quỳnh rất vui mừng vì tin này. Cả hai đã nhanh chóng hẹn gặp ông Sơn, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh để thưa chuyện theo đúng lễ nghĩa. Tại buổi gặp này, trước đông đủ mọi người, Thư thú nhận muốn về sống với Vũ. Kết phim là hình ảnh Dương cầm điện thoại ra quay lại cảnh gia đình hai bên cùng đoàn tụ trong niềm hạnh phúc và vui sướng. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại tỏ ra không hài lòng với cảnh Vũ thản nhiên thả cho chiếc ô bay xuống biển để quỳ gối cầu hôn Thư. Có người lên án đây là hành động xả rác không ý thức nhưng cũng có người cho đây chỉ là chi tiết nhỏ. Chi tiết lớn mà mọi người bắt lỗi chính là việc Vũ quỳ cả hai chân xuống đất để cầu hôn Thư. Thông thường, khi quỳ cầu hôn, phái nam thường quỳ bằng một chân để thế chủ 45 độ. Hành động quỳ bằng hai chân thường mang ý nghĩa cầu xin, hối lỗi hoặc bày tỏ sự tôn kính. Nhiều người cho rằng, Vũ quỳ như thế là chưa có kinh nghiệm cầu hôn và đạo diễn cũng chưa thật sự để ý đến chi tiết này. Bên cạnh đó, có người cho rằng, việc Vũ quỳ hai chân là để thể hiện sự hối hận khi đã làm tổn thương Thư, cầu xin Thư tha thứ và cầu hôn Thư bằng tình yêu từ trái tim mình. Thực tế, phần lớn khán giả đều thấy xúc động khi xem tập cuối. Mặc dù cái kết đã nằm trong dự đoán của nhiều người nhưng nhiều người vẫn không kìm được nước mắt. Và hơn cả đó chính là sự tiếc nuối và hụt hẫng vì từ nay không còn cảm giác chờ đợi mỗi tối để được xem phim. Trong khi đó, phần lớn các nghệ sĩ, diễn viên tham gia phim lại rất hài lòng với cái kết của phim. Thu Quỳnh chia sẻ, tôi hài lòng với cái kết của phim. Kết phim đã mở ra cho nhân vật một con đường dài để hướng tới tương lai bởi hiện tại chưa phải là tất cả. Tiếp theo đây, cuộc sống của họ sẽ như thế nào thì tùy vào sự suy đoán của khán giả. Tuấn Tú cũng bày tỏ, kết phim tương đối nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Điều quan trọng là kết phim một lần nữa nhấn mạnh thông điệp về giá trị của gia đình và sự yêu thương. Tất cả mọi giá trị trong đời sống này đều liên quan đến gia đình và hạnh phúc của mỗi cá thể trong gia đình cũng chính là hạnh phúc của cả gia đình. Bảo Hân tâm sự, tôi cảm thấy kết phim khá là viên mãn. Mặc dù trong quá trình quay và phát sóng đã có khá nhiều nước mắt nhưng đọng lại ở phần kết là tiếng cười của sự hạnh phúc. Tất cả đã mang đến cho người xem những cảm xúc ấm áp và thân tình. Mỗi một vai diễn đều khiến cho người xem nhìn thấy bóng dáng và thân phận của mình ở trong đó. Đấy chính là thành công mà bộ phim đã đạt được. Không chỉ vừa lòng với phần kết phim, nhiều diễn viên còn tỏ ra ngậm ngùi khi bộ phim phải chia tay khán giả. Nghệ sĩ Đinh Thị Thúy Hà vai bà Hạnh xúc động viết, vậy là đã đến lúc nói lời chia tay mọi người. Trong suốt quãng thời gian qua, khi Về nhà đi con đang gây sốt trên sóng truyền hình, có rất nhiều người đã vì tò mò, vì nóng ruột muốn biết trước kết thúc phim nên đã hỏi tôi rất nhiều lần. Nhưng ngay cả với bạn thân, ngay cả với người trong nhà, tôi cũng luôn từ chối câu trả lời. Tôi chỉ nói, xem đi mới thấy hay, chờ đợi mới thấy cảm giác nóng lòng thích thế nào. Hôm nay chắc chắn sẽ không còn ai hỏi tôi nữa rồi. Một niềm xúc động, một nỗi buồn nhẹ nhẹ trong tim, một lời cảm ơn tới cả nhà đã ủng hộ bộ phim suốt thời gian qua. Bản thân MC Tuấn Tú cũng không giấu được cảm xúc, ngày cuối cùng phát phim, mọi người đều có chung một cảm giác buồn buồn vì tiếc nuối. Một bộ phim về gia đình kết thúc nhưng giá trị về gia đình thì luôn tồn tại trong tất cả chúng ta. Hãy yêu thương gia đình, những người xung quanh và sống tích cực nhé mọi người. Hà Tùng Long. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.